Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một cô máy cắt sắt bàn ưu nhanh lưỡi hợp kim của Makita. Em sẽ xây một dòng máy cho cả nhà xem ha. Đó, một con máy này về còn rất là mới ha. Đây là mấy con cắt mini đời cao thân nhựa ha. Và con này là có đèn LED hỗ trợ cho cả nhà hoạt động vào buổi chiều tối để hỗ trợ ánh sáng. Em xin đọc thông số của con máy cắt sắt nhanh lưỡi hợp kim của Makita này. Thì con máy Makita này có model là LC0700F. Con này là hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện nguyên zin của nó là 100V 11A, công suất của nó là 1050W, có vòng tua là 4700 RPM. Máy sử dụng lưỡi tối đa của nó là 190mm. Thì hiện giờ máy đang lắp lưỡi là 180 nhưng cho 3 nhưng cho 20mm. Là lưỡi có kích thước là 180 nha. Dày 3 ly. Cốt là 20mm. Con này nó ghi là 20.1 là tháng 1 năm 2020. Dạ rồi. Đó. Và lưỡi cưa em đã kiểm tra là không mẻ găng nào ha. Đây là lưỡi cưa theo máy về. Đó. À, ở đây có vì mẻ chút xíu rồi. Một găng ha. Được rồi, bị một găng à. Bị một găng mẻ nhỏ. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện cho cả nhà xem. Thì những cái con đời cao á, nó sẽ có hắn từ ha, và có đèn LED. Thì đây đó, cả nhà sẽ mở đèn LED khi cần ha. Đó. Rồi cái này muốn đưa hẳn hay là méo cỡ nào đó thì cả nhà điều chỉnh theo cái hướng của mình cần đó. Rồi bây giờ thì cái con này nó có chốt an toàn, khi mà cả nhà sử dụng sẽ bấm chốt này vào và bóp cò ha, thì nó dạng như gọi là khóa che em á. Bây giờ bóp cò không được nè. Sau khi mình bấm cái ngón này vô và bóp cò, đó, hắn từ rất là nhạy ha. Rồi, em đã chuẩn bị một khúc sắt như thế này. Thì những cái lưỡi 180 này á, nó cho phép mình cắt tối ưu là hộp 5 năm. Rồi những cái hộp thông dụng ha. Mình sử dụng gia đình nè, rồi đi công trình nhỏ lẻ đó, mình cũng có thể sử dụng con máy này, nhỏ gọn, dễ lưu trữ đó. Và mình xài á, nó cũng rất tiện hơn. Đây là cái eto kẹt nhanh nha cả nhà, eto kẹt nhanh đó. Khi mà quặn qua bên này thì hộp em đang hết rồi, còn cái sắt ống thế này thì em sẽ review cho cả nhà. Đó, khóa qua bên này và bắt đầu mình xiết ha. Đó, cả nhà coi ha, vết cắt nó là rất ngọt, sáng, gần như là không bao vía nha. Đó. Bây giờ em sẽ cắt thử 45 độ. Và con này á, có ưu điểm một chỗ, cả nhà cắt gấp 45 độ rất là linh hoạt, chỉ cần gạt cái này qua và chỉnh cái eto. Đó, chỉnh cái eto qua lại và khóa lại thôi. Đó, vô 45 độ ha. Rồi, khóa lại.
bây giờ em cứ cắt cho cả nhà xem ha. Thì khi mà cắt ở phần cuối cùng á, nó có một cái mép nhỏ như thế này thôi đó. Rồi nó gụm ra rồi thì mình sẽ mài lại phần phía này chút xíu đó. Đó, thì mình sẽ mài lại và cả nhà sẽ coi cái phần mà em cắt 45 độ ha. Đó, rất là thích ha. Đó, cả nhà coi cái mép của nó nè, được thích luôn. Mép trên đó, thì khi là mình cắt xong rồi mình vào địa ương rồi, thì em sẽ xin đọc thông số lại của con này một lần nữa cho cả nhà nhớ về thông số máy. Thì con máy mini Makita u nhanh lưỡi hợp kim này có model là LC0700F. Con này là hàng nội địa Nhật nhưng sử dụng nguồn điện nguyên zin của nó là 100V 11A, công suất là 1050W, có vòng tua là 4700 RPM. Con này sử dụng cỡ lưỡi ố đa có thể lắp là 190mm. Hiện máy đang lắp lưỡi 180mm nhưng cho 3 ly là dày 3 ly ha. Cốt của máy là cốt 20 đó. Rồi em cưng cái con máy này lên cho cả nhà là nó nặng bao nhiêu ký ha. Dạ rồi, thì tổng trọng lượng của một con máy như thế này nó nặng là 9 kg. Đó, 9 kg ha. Và theo tình trạng như thế này nó mới qua 95%. Thì em sẽ bán cho cả nhà một con máy như thế này với cái giá là 2.800.000 đồng. 2.800.000 đồng mà em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói. Cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận hàng và ép máy các kiểu ạ. Em cảm ơn cả nhà.